đương nhiên dùng để đo điện tích. Như vậy khi một vật mà bị nhiễm điện đặt vào điện kế thì kim điện kế sẽ xòe ra. Xin mời tất cả các bạn, chúng ta đến với một thí nghiệm khác. Năm 1887, ở đây một thanh kim loại đã bị tích điện và đặt gần tấm kẽm trên, thì thấy điện nghiệm sẽ xòe ra. Như vậy thì chứng tỏ một điều là một cái tấm kim loại đặt trên điện nghiệm này đã bị nhiễm điện. Khi quan sát cái điện nghiệm kim điện kế nó xòe ra như thế này, bạn sẽ hiểu rằng một điều là tấm kẽm này đã bị nhiễm điện. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Ở đây có một cái đèn hồ quang điện. Khi chúng ta sẽ dùng cái đèn hồ quang điện này chiếu vào cái tấm kẽm đặt ở đầu điện nghiệm này, thì các bạn sẽ quan sát cái kim và thấy cái kim đã bị lệch về số 0. Như vậy các bạn hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm. Chúng ta sẽ đi giải thích cái hiện tượng của thí nghiệm. Khi chiếu một chùm tia hồ quang vào tấm kẽm tích điện âm, kim điện kế của chúng ta bị giảm, chứng tỏ một điều gì? Chứng tỏ rằng ánh sáng hồ quang đã làm các electron bật ra khỏi tấm kẽm. Và nếu chúng ta dùng một tấm kính để chắn tia hồ quang điện thì chúng ta sẽ không thấy hiện tượng quang điện. Và nếu mà thay cái tấm kính đó bằng những cái tấm kính ánh sáng nhìn thấy chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là với màu đỏ, màu vàng, màu lục, màu xanh, thì các bạn sẽ thấy là kim điện kế sẽ lệch khác nhau. Và chúng ta quan sát thí nghiệm và hãy giải thích vì sao. Đây các bạn sẽ thấy màu đỏ, rồi màu vàng, rồi màu xanh. Chúng ta sẽ kết luận rằng dùng tấm lọc màu để lọc lấy ánh sáng đơn sắc nhất định chiếu vào tấm kim loại. Và chúng ta thấy rằng là gì? Không phải tấm kính nào hoặc là không phải ánh sáng nào chiếu vào kim loại, hoặc không phải kim loại nào được ánh sáng chiếu vào thì cũng sẽ xảy ra hiện tượng quang điện. Như vậy thì đối với mỗi kim loại, ánh sáng chiếu vào nó phải có một giới hạn quang điện. Và thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hãy like và share để tiện tương tác với kênh Cô Trâm Dạy Lý Pro, để chúng ta có những chia sẻ về những thí nghiệm rất hay và rất hiệu quả.